đây nè, thì chị đứng thẳng vị trí như này nè, kéo nó ra, kéo có thể là dùng hai tay để kéo. Còn nếu như giờ hiện tại chưa có gì á thì chị có thể là tự nhiên là một tay gì đã kéo được rồi nè. Đó. Còn cái này á, đặc biệt là khi mà chị đã sử dụng nó thì nước nó sẽ động từ những cái son, những cái chén gì đó, nó sẽ chảy xuống như này. Thì lúc này á, bắt buộc là cái này nó đòi nước nó sẽ tràn. Thì đôi khi là chị vệ sinh bằng cách là ngồi như này nè, tư thế này, một chân ngồi như này, hai tay đỡ bên dưới nè, nhấp nhẹ cái này lên, tưởng tượng ở đây có nước nha, có nước như này thì đổ xuống là cái là chảy ướt tủ ấy, nên là chị phải thật nhẹ nhàng đó, giữ thăng bằng thật kỹ. Lúc này nó có nước nên là tốt nhất là ít nước thì mình đổ đi, đừng để nó nhiều quá. Đây, thằng này đổ xong á, vệ sinh nó sạch sẽ lại bốn góc, rồi bắt đầu là tiến hành đỡ vàng như này vào á, thì mình cũng tương tự dỡ lên trên đây. Ở đây nó có hai cái lẫy hai bên bằng inox nè, đây thì chị sẽ đưa một bên vào trước, đưa vào trước nè, rồi tiếp tục một tay đỡ và lắc qua lắc lại nè, nó không có rung lắc gì đó, và cảm thấy nó chắc chắn rồi thì nó mới thả tay ra, rồi đứng lên nhìn lại thử. Còn nếu mà nó trật ra thì đương nhiên rồi là phải làm lại. Trong đây nè, thì đôi khi á là có những cái đồ mà chị tập á, nước nó vẫn còn động đây nè, thì dùng vải để lau khô cho sạch những cái phần này đi, để tránh trường hợp để cho nó nước nó động lung tung không được. Rồi tiếp tục là bên dưới. Ngăn bên dưới này á, không phải là mở và đứng như tư thế của em là không đúng. Đứng thẳng người như thế này, đứng vị trí trực diện giữa này, cúi người xuống nhẹ, có thể là quỷ đầu gối này, hạ xuống này, rồi mình kéo ra. Lúc này thì ngồi xuống để lái đồ, chứ tránh trường hợp mà vừa đứng đây nè, đầu lưng. Đấy, nên cái động tác này á, phải tập. Còn mở thì lúc chiều cũng đã hướng dẫn thì mở rồi, vẫn là tư thế như này. Nhưng mà nếu như thế đó, có ai đó có thể giúp mình á, thì một người một bên để mở cái khóa, ở cái ngăn kéo này nó khá là rộng. Một người mở một bên, lúc đó chúng ta kéo ra. Còn bình thường á, nếu như không cần gì quan trọng á, thì trong đây nè, đôi khi nó có bụi á, thì thọc hết bụi vào để hút vào bên trong góc. Rồi, khu vực này xong. Tiếp đến qua khu vực bên này. Khu vực này là bếp từ. Bếp từ thì em nghĩ là chị hãy tập thói quen sử dụng nó nhiều hơn so với bếp ga. Bếp ga thì mình hạn chế. Dùng cái này nó không có quá nóng, mà nấu ăn là nhanh. Thức ăn muốn ngon á thì đôi khi là chúng ta phải nấu bên đây. Nhưng mà muốn nhanh tốc độ thì hãy nấu bên đây. Bên đây cực kỳ sạch sẽ. Nhưng mà có một lưu ý á, là khi mà nấu như này nè, là cái mặt bếp nó vẫn còn hiện chữ H là cảnh báo là hot, là nóng. Thì chị phải lưu ý là không được chạm tay lên trên này. Đây, để cho nó nguội hẳn, có thể vệ sinh. Còn ở đây á, là hãy mua những cái chai mà gọi là dung dịch vệ sinh chuyên dụng để vệ sinh những cái mặt đá như này. Đặc biệt là không có mua thuốc tỏi hay là này kia là để vệ sinh, là tùy điểm nó sẽ bị hư mặt. Lưu ý đặc biệt đó. Còn trên đây, ở đây á, khi mà muốn mở ra để lưu trữ nó đồ á, thì chúng ta dùng phương án 1 là phương án nhắm, nó bung ra. Khi mà nhắm á, thì đương nhiên phải nhắm lại. Còn khi mà mở dưới đây á, thì không cần nhắm. Một trong hai nha, chứ đừng có sử dụng cái này rồi là quên dùng lại cái kia. Trên này á, là một cái không gian nó cũng là khá là cao. Chỉ có thể dùng được vị trí này, nhưng mà nên á, tận dụng một cái ghế nhỏ để trong góc nhà. Cầm thì sẽ lói nó qua, đứng lên trên, rồi cất trữ những đồ lên trên. Đây là một cái khu vực, cũng là một cái số đồ khô nhỏ nhỏ. Rồi, dùng xong thì sẽ nhắm lại. Còn cái nào mà nó không có bung ra á, thì mình khép lại bằng cái này. Rồi, tiếp tục với khu vực này. Khu vực này á, là cái nơi mà em bố trí cho chị là để khu vực gia vị là chính. Thì khi gia vị như này á, thì hãy lựa những cái chai có chiều cao nè, đo trước khi đi chợ để mua, hiểu đúng không? Lựa cái chai á, có chiều cao phù hợp như này, hợp lý. Đôi khi là có thể mua những cái rổ nhỏ để ngăn này, cho gia vị nó khỏi bị lăn qua lăn lại. Tư thế mà đứng như này, tay gia vị mình kéo sẵn như này, có thể là để ở nhà luôn. Trong quá trình nấu nướng thì rút ra xong rồi bỏ lại. Tránh trường hợp bỏ nhiều đồ lộn xộn trên mặt đá, đó là điều không cần thiết. Rồi, dùng xong thì đóng lại như này. Tương tự ở đây cũng thế, có thể là ngồi thấp người xuống này, trùng chân xuống luôn. Đấy, kéo ra như này, đá mấy cái đồ lên, bỏ này để dùng. Dùng xong thì kéo ra như thế, trùng chân xuống lại rồi bỏ vô. Nên mua những cái rổ nhỏ nhỏ, bỏ cho nó khỏi bị xê dịch. Bên này á, đúng ra là một cái hay chia thì đĩa, nhưng mà bây giờ là chưa bố trí vào. Đó thì chị sẽ hình dung cái khuôn này sau. Rồi, tiếp tục là khu vực này cũng nên đứng trực diện nó như này. Luôn là dài bước để cho nó có không gian rộng để mình kéo ra. Chứ nếu như đứng một bên hông như này á, thì cái lực nó sẽ không có dàn đều. Hãy nên nhớ là đứng vị trí này để kéo ra, lái đồ xong rồi đưa lên đây. Rồi lúc này chúng ta đảo lại. Ở dưới này cũng tương tự, thấp chân xuống xí, kéo ra, lái một số đồ. Hãy nhớ là cái khu vực này á, nó chậm, nên là đôi khi mình kéo ra như này không đồng người ta lui ra này. Để mình lấy được một số đồ mình cần. Rồi, đợi nó nhẹ lại, lúc đó qua hướng giữa, đợi vô. Thì không có đồ nào hư hết. Chỉ khi mà chúng ta dùng không đúng cách thì nó rất là nhanh hơn. Ở đây thì tương tự nè, cái này là hai cánh liên kết với nhau. Thì mình sẽ lật như này. Khi mà lật lên á, một là vị trí tay giữa, hai là hai tay hai bên này.
cùng kéo và đưa nó lên trên này. Wow. Khi lên này á thì giờ Dung là có thể là lên cái tầm này là để mình lắng được cái độ của mình rồi. Thì mình không cần đái nó lên bên này nữa làm gì. Đấy thì lên cái tầm nào là vừa phải rồi thì mình dừng lại. Còn khi mà lên trên này quá á thì cũng không lo nó đụng lên trọng, bởi vì nhờ cái phòng chạy nó đã giữ lại rồi. Trên này là đồ ít dùng thì bắt cái ghế lên để đưa trước đó, phải phân loại ra. Đây là tần suất thường dùng nè, dùng nhiều nhất nè, thường dùng, vừa phải và ít dùng, chia cho hợp lý để mình sắp xếp. Những tầng này thì đôi khi có những tầng nó đã cố định rồi thì mình không tháo ra được, còn sẽ có những cái ngang và cái tầng nó di chuyển được thì mình sẽ mở xuống. Ở đây là một cái cửa mở. Mở ở đây á thì phải lưu ý nè, là cái hướng mở cái là hướng mở như này. Chứ không phải là đứng bên đây rồi cứ giật ra gì. Đúng rồi. Đấy. Nên là xác định nó mở là mở theo hướng từ đây qua đây. Nhưng mà riêng chỗ này nó có hai cái đặc biệt, là hai cái là mở bạc hai bên. Chỗ này thì mở như này. Đây. Đây là những tấm tầng mà ta tháo ra được. Nếu như đồ chị mà có những cái chai nó keo này thì chị sẽ nghiêng tấm tầng như này. Nhập tấm tầng dưới. Rồi. Hạ nó xuống như này. Cái này thì nó hơi cấm chí, phải là đưa tấm tầng lên trên đó, các chị sử dụng, hoặc là có thể là đưa xuống cái ngang đó để cất, rồi sau mình tiếp, đấy còn dùng cất lại thì như thế này, nghiêng nó nhẹ, đưa lên thôi. Cánh cửa nè, nhớ nè, đóng cái cửa này có thể là thả tay, còn nếu mà đóng quay quá, hãy dìu nó luôn, chứ đừng có làm cái rầm, dùng lực càng mạnh đó, thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi tương tự như khu này thì bình thường á là chị rửa chén xong, ít thì ở đây. Nếu mà nhiều quá thì hãy đưa lên trên này. Đứng vị trí như này, thẳng và kéo lên trên này. Rồi còn thao tác bao nhiêu thì ốp này. Ở đây thì có một ống đũa. Ống đũa này chỉ có thể tháo được thôi. Ống đũa này chỉ tháo chỉ có thể là vệ sinh sạch sẽ những phòng này. Xong thì mình sẽ bỏ lại trên này. Cái tầm này thì em nghĩ nó cũng không quá cao lắm đâu. Thì dùng nếu mà gọi là quá cao cảm thấy chỉ không phù hợp thì ở hạ nó thấp xuống một xíu để cho nó phù hợp mình. Chén đĩa muỗng đũa như này ốp, nhưng mà lâu ngày nó sẽ đọng nước thì lúc này là chị cũng sẽ đứng thẳng hướng nó này, rút nhẹ cái cây này ra, nó đang có nước thì phải là tránh được ở nghiêng qua bên ngoài, lúc này là đổ xuống xong nhớ vệ sinh các góc xung quanh này và đưa lại cũng tương tự này, đưa một bên trước để nhau nghiêng qua trước này, lúc đó đầu đọng bên ngoài này rồi đưa vào trong. Sau khi trong á, ở trong đây là cái không gian nó gọi là kín. Nên ở trạng thái bình thường á, nếu như mà không có khách cứ gì nhiều thì hãy nên mở cái trường hợp như này để cho nó khó, chứ không cần thiết phải đóng lại trường hợp này. Còn trường hợp ví dụ như khách cứ này kia vào chơi nhiều thì mình kéo lại để nó thẳng mấy một xí. Đấy, còn trường hợp bình thường là cứ nên đỡ như này nó khó. Rồi tiếp tục là khu vực bên này. Cái này á thì nó là một cái tay nâng nhỏ thôi, nên là khi mà chị mở á, lưu ý này, nó có thể là có chức năng là chừng được đa điểm. Ví dụ như cái tầm với của mình á là thấp như này thì mình chỉ cần mở nhỏ như này là mình lói được cái đồ của mình rồi. Cái này thì hơi bị mạnh lực một xí, là lói được cái đồ của mình, trong đó là tầm là vừa là đóng kín lại rồi. Ở trên này thì em nghĩ là cái tầng sức sử dụng nó cũng có nhiều lắm, nên là đôi khi có những cái cao quá thì bắt một cái đầu cái ghế gì đó để cho lói. Còn khi mà chị mở lên này, ví dụ như tầm tay của em đi là với được tới tầm này thì mở lên tầm này rồi đóng xuống. Còn nếu như tầm tay của chị thấp hơn em thì chị mở lên tới cỡ này thôi. Chị lấy cái đồ rồi chị leo xuống rồi đóng lại. Và nói chung là một điều là những cái tầng ở trên cao bên kia thì nó chỉ là cái nơi để lưu trữ để chính, chứ thường khi sử dụng mình chắc chắn mai bỏ nó hết rồi. Rồi qua khu vực này, ở đây thì có một cái điều mà linh hoạt hơn các căn bếp khác, đó là hai cái ngăn kéo dưới chậu rửa kéo ra như này nè, cũng lót một cái tấm lót vào để chị sử dụng. Ở đây á, đặc biệt là môi trường này nó có kho hơi ẩm nó khá cao, nhưng mà bây giờ cái chậu nó tốt rồi thì nó cũng khắc phục được cái chuyện đó. Nhưng mà trong quá trình dùng á, lâu lâu định kỳ mới mở ra như này để dò ngó từ bên trong á, nó có rò nước không, nó có bị sự cố gì không, mình kiểm tra và vệ sinh. Trong đây là nên lót một tấm lót này. Ở đây á, thì nên để những một số cái chai nó sẽ phòng vừa là lưu trữ á, trữ sẵn trong đây hết. Đấy. Khi mở hãy nhớ nha, cái ngăn đây á, là chứa đồ nó nặng, những chai những cái bình nó rất là nặng. Là đứng cũng phải đứng phương án trực diện này nè, rồi nắm kéo ra kéo vô. Một tay đó, em là một tay, nhưng mà chị đối với chị có thể là hai tay. Vì cái này nó đủ rộng, đủ nó hai tay thì có thể là đưa vào nè. Đây, khi đóng vào cũng tương tự như này. Khi mà chị dùng hai tay đóng vào á, thì cái thứ này nó không có hư được. Còn khi mà chị lá chân gì đá là này kia đá thì đương nhiên rồi cái thứ này cũng sẽ sụp sệt và hư. Hãy nên nhớ dùng một lần hai tay như này, khép là nhẹ nhàng. Tương tự như này, có thể là ngồi thẳng, trực diện nó lại tốt hơn. Kéo ra như này. Bên trong kia thì bây giờ em đã đỡ một cái để hứng nước, đôi khi nó có thể là rò rỉ qua năm tháng. Thứ hai nữa là mua những cái hũ sáp, hũ xà phòng, hũ thơm bỏ trong đó để
để giá chuột đó là không bị chung vào. Cái lỗ này thì nó cũng hơi to, em sẽ nhắc là có thể là cắt một tấm nhỏ gì đó bằng alu gì đó, có thể là sẽ trừ lên đó để kín lại cho nó không bị dán lại gì đó phụ thuộc vào bên kia. Nên là nhớ là phải mua những cái bộ sách hơn bỏ trong những vị trí góc trong đó để cho nó không có bị mồ hôi. Rồi tiếp tục với khu vực này, khu vực bên này á thì là chứa thùng gạo. Thùng gạo này đúng ra có thể là đặt trên này và đặt bên dưới cũng được, nhưng mà em nghĩ là với cái tần suất thường xuyên sử dụng thì chị nên đỡ này và kéo ngang như này. Đôi khi là mình chỉ cần là nồi cơm ở đây, để ta là lói rồi quay đây lấy gạo thì mở như này, lói xong ở cái tầm đây là nó vừa, không cần phải bố trí thấp quá đấy. Nên là cái thùng gạo này đã phù hợp rồi. Rồi còn những không gian còn lại thì muốn cho nó kín mà nó không bị xê dịch đó, thì nên bỏ những cái ủ, những cái chai gì đó đo kích thước trước rồi ra chợ mua mua cho nó vừa để mình bỏ vô cho hợp lý. Ở đây cũng tương tự nè, đó những cái không gian này khá rộng nên là mua những cái thành, những cái vách, những cái ngăn để chia cho nó khỏi bị xộc xịch ra lại. Rồi tổng quan cái bếp chỉ có như thế, nhưng mà lưu ý là riêng về cái mặt đá này, trong quá trình mà chị sử dụng mặt đá này thì một điều là nó dù tốt đến mấy chúng ta phải bảo quản cái tố là bị thấm thì có thể thấm, ố cũng có thể ố nè, nhưng mà nó bảo đảm một cái loại đá khác. Nhưng mà câu chuyện là khi mà những cái thứ gì liên quan tới đồ nóng thì không đặt trực diện lên đây, những cái gì liên quan tới thành phẩm màu sắc xì dầu này kia đôi khi là đổ lên mặt đá này lâu liền chùi liền thì thứ gì nó cũng sẽ bền hết. Bên đây á, là cái phòng đảo của chị thì nó có một cái lợi thế hơn so với khu vực mà bếp không. Đôi khi nấu nướng xong á muốn bày biện đó có thể là chuyển qua hướng này hoặc là nấu từ này đem qua bên này. Nhưng mà nhớ trên này phải có những tấm lót nồi, phải đặc biệt có những tấm lót để quên bưng qua thì đôi khi mặt bếp nó bị hỏng đấy, phải có những tấm lót. Ai mà phụ mình đó, hoặc là gì đó thì họ có thể là thao tác trên cái bàn này bằng cách là đứng từ phía này để hỗ trợ mình, ví dụ như lặt rau là gì đó thì họ đứng từ phía này. Rồi bên trong này thì nó có bố trí thêm một số ngăn kéo để giúp cho quá trình mà cái người đứng này nè họ vẫn hỗ trợ và họ có thể là kéo để sử dụng những cái dụng cụ trong đây được đấy. Ở đây thì nó có cái ba ngăn rồi nên là chị sẽ linh hoạt ở cái chỗ mà sử dụng hai thế. Còn nhìn chung bên đây cũng có một cái ngang nhỏ nè. Người mà đứng bên đây á, thì họ sẽ sử dụng những cái dụng cụ bên đây là chính. Nên khi mà mình bố trí những dụng cụ bên đây á, hãy nghĩ đến cái người đứng phụ mình. Cái tần suất bên đây không phải là tần suất sử dụng chính. Ví dụ như bên đây á, là được những cái dĩa nè, những cái tô, những cái chén nè, đãi khách thì mình sẽ sử dụng bên đây là chính. Rồi còn riêng cái lò lúc nãy nói á, cái lò nướng này á là không phải là nướng chuyên dụng, không phù hợp để đặt trong đây để cắm điện trực tiếp, mà đôi khi muốn dùng á thì thôi chịu khó mở hai cái cửa ra nhờ một ai đó nhấc cái lò cho mình lên mặt để dùng. Với lại thực ra cái lò này mình tiếc mình để thôi, chứ còn đúng ra cái tần suất sử dụng nó không có bao nhiêu hết đấy, còn gì đó thì hai khu vực bếp đã đủ nấu rồi. Rồi còn cái lò thì chẳng qua là mình cất lưu trữ ở đây. Ở đây thì vẫn còn những không gian trống nhỏ, chị sẽ chè những cái đồ gì đó ít sử dụng vào. Em lưu ý nè, cái đồ nào ít sử dụng quá bỏ luôn, vứt hẳn, tuyệt đối không được tiếc, không được giữ lại những thứ đó. Khi mà chị giữ những thứ đó nó chiếm diện tích của bếp rất là nhiều, khiến cho mình cảm thấy lộn xộn. Cái nào thường dùng, dùng nhiều giữ lại, ít dùng một thời gian cảm thấy không dùng đó là bỏ luôn, vứt hẳn. Rồi còn đây á, nó có một điểm đó là cái phần len chân này, rất nhiều người nói với chị á, đối với len chân này á thì nó đã cắt thành ba đoạn, nó chỉ cần dùng tay này nhóm nhẹ nhẹ vào đây rồi lúc này cạy ra đây. Khi cạy ra thì nên nhớ là bỏ những thanh này ra gọn một bên, đưa vô áp trong bức tường, dùng cái chổi móc hết tất cả những ngóc ngách này ra, móc thật sâu ra sạch sẽ, có thể là dùng đường pin nó đọt lại, quét kỹ càng hết rồi sau đó coi thanh này có bẩn không vệ sinh luôn rồi đưa vào đây. Nếu như có thể hãy nên mua những cái bộ sát luôn luôn nhỏ nhỏ rồi đưa trong góc để những vị trí là không con dán mà nằm như đó thôi là nó sẽ đi đấy. Đó. Mùi là nhớ nha, mùi hương tự nhiên nha, chứ phải mùi hóa chất nha. Cái này nó sẽ trùm vô trong cái trong đây nè. Đó. Và thì bắt đầu đóng lại, gõ lại. Rồi, cho nó đều, nó bằng phẳng với nhau ấy. Rồi ok. Đấy. Còn những cái hông này nè, sau này sẽ ốp thêm những cái hông ít nữa, nên là sẽ không lo cái chuyện mà nó bị bám bẩn. Nó y như những cái cửa mình sẽ rất là dễ vệ sinh. Vệ sinh những cái tủ này á thì dùng vải khô. Vải khô nha, vải khô phải sạch sạch. Rồi lau nhẹ cũng không cần phải lau nước đâu. Đây. Còn trên mặt đá này thì chỉ có thể lau nước hoặc lau khô tùy, nhưng mà nên mua những cái chai dung dịch, những chai lau kính xịt đổ lên ở mái. Riêng khu vực này, cái này chắc chắn là dầu mỡ rất nhiều.
mà khi dầu mỡ nhiều quá thì nên mua những chai chuyên dụng là xịt và lau vệ sinh nó. Bật cái đèn lên nè để nhìn thấy vết bẩn vết dầu mỡ nè. Chưa nấu ăn đâu, chưa có dầu mỡ đâu, nấu ăn sẽ có. Nên nhớ nè, cái thằng này cực kỳ quan trọng. Khi mà nấu xong rồi đó, tắt bếp rồi đó, thằng này vẫn còn bọt. Vẫn còn bọt khoảng vài phút. Đó là gì? Cho nó hút đi cái lượng còn lại còn bọt hơn. Nó hút sạch cái đấy, rồi lúc đó mới đóng lại. Đấy, lưu ý chỗ đó thôi. Rồi, còn lại một điều nữa là đôi khi ngồi đây là mưa nó hay tạt vào. Thì nhớ là những cái cửa này kia đóng lại để nó tạt vào trong bếp thì còn tốt cho nó. Rồi, đấy còn lại thì nó là phụ bình tại người. Quan trọng cái ý thức sử dụng của mình phải gìn giữ và kỹ. Rồi, chỉ có một số điểm anh chia sẻ thôi. Sử dụng nhà tốt, với lại là lâu lâu cũng tầm vài tháng nửa năm gì đó, ở ngoài kia đôi khi mở cửa bụi bay nó móc tủ, bắt cái thang lên để vệ sinh, nó phải ướt đó, chậm lên ngoài tủ lau sạch sẽ. Và là một điều lưu ý nè, trong quá trình mở đổi thì con ở làm á thì cái tủ đôi khi nó sẽ xảy ra sự cố. Qua khoảng tầm vài năm thì có thể là nó sẽ đổ như này, nó hở. Đó thì cái đó rất là quan trọng. Nên mình á thỉnh thoảng mình nhìn thử kẽ này nó có hở đây, có bất thường hay không để mình quan sát. Nếu như nó hở nhỏ thì mình báo với đội thi công là họ qua họ xử lý lại liền. Đấy, tương tự như tủ này, những cái gì mà bất thường tự nhiên mình cảm thấy ủa sao giờ nó thay đổi so với trạng thái cũ thì cứ báo anh thi công, bên thi công sẽ qua hỗ trợ mình cái điều đó. Đối với mùi này á thì nó có ba cấp độ, 1, 2 ba. Nhưng mà khi dùng nó đầu tiên là chỉ phải kéo ra như này trước. Khi mà kéo ra thì mà lúc mà họ trước khi mà kéo ra là cái bếp phải từ từ bật. Kéo ra đầu tiên nè, sau đó là chỉ muốn bật bếp thì nó là bật. Rồi khi kéo ra thì nó vẫn chưa hoạt động đâu, bởi vì nút nguồn thì chưa mở nè, mà liên quan tới hai công tắc nữa nè. Thì đấy nè, công tắc 1 khi bật lên nè nó là của nút nguồn bên này. Công tắc 2 nó là của nút nguồn bên này. Rồi thì bây giờ là cái đây là chữ Y nè, tương tự như trên khu vực bếp, nó là cái tiếng nguồn mở lên nè. Khi mở lên mặc định nó sẽ là số 2. Tiếng động cơ nó khá ồn nên là mình tạm thời bật số 1. Số 1 này là dành cho những trường hợp mình nấu cái gì đó nhẹ nhàng, không cần phải là sôi quá thì mình bật số 1, hút một lượng vừa phải. Còn trường hợp số 2 là nấu canh. Trường hợp số 3 đôi khi là những món mình chiêu, những món nào mình nặng nguồn quá và nấu một lúc 2 người nấu thì lúc đó mình sẽ bật cấp độ số 4 lớn hơn. Rồi, thời điểm tạm thời tắt nè. Còn đó, ở đây nó sẽ có một cái nút hẹn giờ, nó nhỏ này. Khi mà muốn hẹn giờ nó thì bắt buộc là chị phải đang ở một cấp độ số mới đó, như số 1, số 2, số 3 đó. Khi mà nhắm hẹn giờ nè, thì trên đây nó sẽ nhấp nháy. Nhấp nháy là mình biết được là trong một thời gian khoảng 10 phút thì nó sẽ lui lại và nó tắt. Rồi, nhớ cho nhấp nháy nha. Còn cái đèn này thì bật bất cứ khi nào cũng đều được hết. Đèn này thứ nhất là vừa là trang trí, thứ hai là vừa thắp sáng cho khu vực mà chị nấu ăn nè. Đứng đây thì mình có thể là khói đồ ăn bên trong này như thế nào đó để nó sôi hay chưa, để mình biết đường là mình điều chỉnh. Đấy, còn bình thường thì mình cứ thoát tắt ở đây. Còn đối với cái này á, cái quan trọng nhất của nó là hút mùi, nhưng mà hút hiệu quả được hay không á là phải phụ thuộc vào cái khâu mà chị có vệ sinh hay không. Thì muốn vệ sinh nó thì đương nhiên nó có hai tấm lưới trên này. Muốn tháo hai tấm lưới ra thì thứ nhất là tay gì để trên này. Thứ hai là chị tay để đây. Và dùng cái ngón tay này móc cái này nhẹ và cái tay thì phải đỡ nha. Nếu không đỡ thì nó sẽ tụt và rớt xuống này. Nên chị phải đỡ và nắm chặt. Cái nào tháo xuống trước thì nhớ nha, cái nào tháo trước thì sẽ gắn sau. Cái nào tháo sau sẽ gắn trước. Rồi tiếp tục tấm thứ hai tương tự, tay đỡ đây. Rồi hạ xuống như này. Hai tấm này xong. Lúc này nó rất là nhiều dầu mỡ. Thì cầm hai tấm này là chúng ta phải đeo vào tay. Đeo vào tay để tránh nó còn bị dính dầu mỡ. Còn ở đây là nó còn sạch, nó chưa có gì hết, em cầm tay được. Sau này đeo vào tay vào để cầm nó. Lúc này sẽ di chuyển vào vị trí này. Đó. Qua bên này sẽ bỏ vào đây. Và bịt cái nắp lại. Đổ một xíu xà phòng vào để ngăn. Rồi hai tấm này xong. Sau khi mà xong nó thì đem lên ngoài đây là vệ sinh và vũ nước sạch. Khi mà vũ cho sạch á, nhìn lại những cái lỗ này, nhìn thử mình có thoái được không. Và đôi khi nước nó sẽ từ trên nó có chảy xuống dưới được không. Thì lúc đó là đúng. Còn nếu như nước nó không chảy qua đây được á, thì những cái lỗ đây á, hơi nó không qua được. Giờ đúng không? Rồi, lúc nãy mình nói gì á, hai tấm này nè, kích thước nó bằng như nhau. Nhưng mà đôi khi chúng ta gắn á, những cái lẫy này nó có phần bị xê dịch, nên là tấm nó gỡ xuống trước thì tấm nó gắn lại sau. Tương tự khi gắn nè, nó có hai cái đầu nhọn nhọn nhỏ nè, thấy chưa, thấy rõ chưa? Rồi hai đầu này sẽ vô hai cái lỗ vị trí trên này. Còn cái dao này thì không ảnh hưởng gì. Tương tự trên thôi. Rồi cái này nè, hai cái lẫy nè, đưa vô trong này luôn.
gỡ ra trước thì gắn lên sau, gỡ ra sau thì gắn lên trước. Sau khi gắn lên á là không phải là thẻ thay ra mà phải rung thử nó có lát không, nó có bị rớt gì không. Rồi kéo hết cỡ, tiếp tục cái tấm này, hai cái lẫy nhỏ rút lên đây. Lúc này á, khi mà gắn á, để cho chính xác thì chị nên bật cái đèn lên để thấy dễ thấy hơn. Rồi sau khi xong á, rung lát thử nó có bị rớt hay không. Nếu nó rớt xuống là sẽ vỡ một kính rồi mặt đá. Đây, sau khi xong rồi nè, đợi quay lại vô thử này, nó có bị kẹt cái gì hay không. Còn nếu như nó bị kẹt, bị vướng á, thì chứng tỏ là mình gắn hoặc là vì cái gì nó mắc kẹt. Rồi như em nè, đã coi bây giờ là bị mắc kẹt cái gì đó nè, nên là cái quá trình mắc kẹt này á thì bắt buộc phải tháo ra lại và xử lý. Chứ không phải lúc nào nó cũng suôn sẻ vậy đúng không. Kẹt ở đây á là kẹt cái sợi dây nè, đây nên là cái cỡ này ra để chuyển đổi vô trong đây, dán lên trên này nó có bị hướng rồi. Chúng ta đã thử nè, đó lúc này thì được nè, thấy sợi dây không, khi mà đẩy vào á nó sẽ xếp lại nè. Rồi ok chưa? Bây giờ thì mình gắn lại nè. Cái thứ này nó không khó, nhưng mà khó cái là mình phải chịu khó vệ sinh hay không thôi. Rồi, lúc này là xong, xong thì đóng lại. Rồi, cảm ơn em. Để cho đẹp, thẩm mỹ thì có thể là buổi tối bật hai cái đèn này nó sáng. Nó hơi tốn điện xíu thôi, có gì. Xong rồi đó. Còn cái này á, thì không cần thiết phải tắt nó. Nhưng mà khi mà chị tháo máy ra để vệ sinh á, thì nên tắt nó. Tắt nó giúp cho mình an toàn, đôi khi nó bị rò điện thì mình không bị giật. Đó, một trường hợp dùng thì mở lại. Còn ở đây á, thì nó có hai cái khu vực bếp, một là bếp ga. Bếp ga thì đi mua tới bình ga bên trong này. Bình ga bên trong này á, để cho nó khỏi bị trò xước. Thì có thể là cắt cái tấm lót bằng cao su, lót cái đấy, kéo ra kéo vô bị xước. Rồi ở đây nó có một cái ngăn nhỏ, ngăn này thì đựng một số giấy tờ như lúc nãy bảo hành đó, đem hết bỏ trong này cho khỏi bị lạc mất. Đây những cái hộp quẹt hay là những cái gì mà chị ít dùng tới muốn lưu trữ thì bỏ ở đây, một ngăn nhỏ. Đây còn trong này nó vẫn còn không gian trống, những cái chai gì đó chị có thể là mua gì và lưu trữ trong đây luôn. Đó xong thì đóng lại như này. Đóng lại á, thì tới ngưỡng này nó sẽ tự rút vào, nhưng mà ưng thì mình sẽ dìu nó vào trong đây luôn. Rồi